Hôm nay sơ dừa của mình sau khi xả nước vôi, mình đang phơi nắng đó. Và mình bỏ bao nữa. Đây mọi người, đây là mình chuẩn bị vớt nó ra. Sau khi mà mình ủ vôi xong rồi mình bỏ ngược lại vào trong thùng xốp và mình sẽ lược nó. Sau đó mình sẽ đem đi phơi nắng nó nha mọi người. Mình bỏ vô bao mình lược đó. Và mình sẽ đem đi phơi nắng nó. Sơ dừa mình xử lý dần dần như vậy nha mọi người. Sơ dừa sau khi ủ với vôi á mọi người, nó vẫn có mùi hơi hôi hôi nha mọi người, nhưng mà nó rất là nó màu như thế này là ủ là xả chát nó cũng là thành công nè mọi người. Đây mình đang phơi nắng cho nó khô dần, sau đó mình sẽ đi ủ với nấm Trico de Ma nha mọi người. Mọi người, sau khi mà xả mấy chất vôi trong sơ dừa ra đó là mình sẽ dự định sẽ bỏ vào khay này, mình sẽ phơi nó cho nó khô bớt. Rồi vài ngày sau, mình dự định vài ngày sau sẽ ủ nó với nấm Trico de Ma. Cái sơ dừa này là 2 bao nha mọi người, 2 bao sẽ được một cái thùng xốp to như thế này. Với đống sơ dừa này mình dự định sẽ trồng hoa hồng và trồng nho nha mọi người. Đây sơ dừa với trấu mình trồng cây sung Mỹ nó cũng đang đâm chồi rồi nè mọi người. Cây hoa hồng của mình. Mình phơi được 2 khay. 2 khay này mình phơi mình chuẩn bị trồng dưa hấu á mọi người. Mình sẽ trồng 4 cây dưa hấu. Mình trộn thêm trấu với phân bò nữa. Mình chuẩn bị mình sẽ bỏ vào đây. Sau đó mình xả với nước. Xả với nước thêm một lần nữa. Sau đó mình vắt nó khô. Rồi mình sẽ bỏ vô thau. Bỏ vô thau xong rồi mình sẽ đem qua đây mình phơi. Phơi cho mọi người. Phơi cho nó bớt mùi vôi. Mùi vôi nó vô sơ dừa nó xả chát á, thì sơ dừa sẽ hết chát. Nó sẽ không bị hại rễ cây nha mọi người. Sẽ lấy vòi nước mình xả bớt cái chất chát của sơ dừa, cái chất vôi đó có trong sơ dừa. Đổ nước thêm vào để cho cái chất vôi còn đọng lại trong sơ dừa nó loãng ra bớt nha mọi người. Sau đó mình sẽ bỏ vào bao mình lược. Sau
khi lược thì mình sẽ bỏ vào thau. Bỏ vào thau để mình sẽ đem qua đây mình phơi. Mọi người mình dùng cây mình khuấy nó, mình quậy nó để cho nó tan bớt cái chất vôi có trong cái sơ dừa. Do mình ngâm cũng được, hôm nay là ngày thứ bảy rồi đó mọi người. Xả sơ dừa là cực nhất trong tất cả các khâu đó mọi người, cũng khá cực, trồng cây trên sân thượng cũng khá là gian nan đó mọi người. Mình sẽ trồng một dàn hoa hồng ở đây và mình trồng cây nho ở đây một cây, ở ngoài sau hai cây nữa nha mọi người. Đó, mình đang phơi sơ dừa, đang tích trữ sơ dừa để trồng mấy loại cây, hy vọng mình sẽ có được cải tạo được một cái vườn trên sân thượng được như ý. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, mọi người đăng ký kênh để xem coi khu vườn của mình càng ngày cải tạo sẽ có được như ý mình không nha mọi người. Cảm ơn mọi người.